Kính thưa quý vị, Quý Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và ngày hôm nay, chúng tôi lại gặp vị khách. Mà vị khách này, thưa quý vị, có lẽ quý vị đã nghe và đang được đề cập nhiều. Và có lẽ tiếp tục cũng sẽ nghe tên tuổi và những hoạt động của vị khách này. Đó là giáo sư Phạm Minh Hoàng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và xin kính chào anh, thưa anh Hoàng. Yeah. Xin chào anh và xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Cali Today. Thưa quý vị, có những người khách mà chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh được tiếp xúc và cũng rất là buồn khi được tiếp xúc. Vinh hạnh được tiếp xúc là những anh chị em đấu tranh trong nước khi bị chính quyền Hà Nội trục xuất ra hải ngoại, thì chúng tôi đã dành cho họ sự ngưỡng mộ rất là lâu, từ nhiều năm. Và khi gặp lại tại hải ngoại, chúng tôi cảm thấy mừng và rất hân hạnh được gặp. Và trên cái làn sóng này, quý vị đã từng gặp những gương mặt nổi trội của đấu tranh trong nước và đã từng đến hải ngoại và đã ghé đến đài phát thanh này để gửi lời cảm ơn quý vị. Nhưng mà cũng rất là buồn. Buồn vì bởi vì, thưa quý vị, trong cái cuộc đấu tranh, cái hiệu quả kinh hoàng mà các anh đã làm trong nhiều năm qua tại hải ngoại, tại trong nước, đã khiến nhà cầm quyền Hà Nội rất là lo sợ. Và anh góp phần rất lớn, trong cuộc đấu tranh để mà cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Khi ra hải ngoại, nhiều anh em chúng ta cũng không còn phương tiện hay là hoàn cảnh để đấu tranh mạnh mẽ nữa. Cho nên chúng tôi rất là lo ngại trước những cái trường hợp như vậy. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một phỏng vấn nhỏ với anh Phạm Minh Hoàng để quý vị có thể chia sẻ cái nỗi lòng của người đấu tranh. Thưa quý vị, thưa anh, có lẽ thứ nhất là rất là cảm ơn anh đã ghé thăm tòa soạn. Và thứ hai đó, muốn có là một số quý vị khán giả thì đa phần người biết anh hết, nhưng có là một số ít vẫn chưa biết về anh, hay là biết khá ít về anh. Thì nếu được giới thiệu một cách ngắn gọn về anh với khán giả đang nghe anh, thì anh sẽ giới thiệu anh như thế nào tiếp? Thưa anh, kính thưa quý khán thính giả, nếu mà rất là ngắn gọn thì tôi chỉ xin được giới thiệu là một người cựu sinh viên du học tại Pháp, đã tạm gọi như đáp lại lời kêu gọi, tiếng gọi của đất nước non sông, tôi đã trở về Việt Nam. Tôi đã tham gia trong cái hoàn cảnh của tôi là đi dạy học, và song song đó tôi nỗ lực, tôi truyền đạt tư tưởng ngoài những kiến thức hàn lâm, tôi truyền đạt và trao đổi với các em sinh viên nói riêng và tuổi trẻ nói chung về những vấn đề của đất nước của chúng ta. Và vì lý do đó tôi đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt sự tù giam. Cũng may là tôi có hai quốc tịch, hiện thời thì là một thôi, mà lúc ấy có hai quốc tịch, thì dưới sự can thiệp của chính phủ Pháp và các chính phủ ở Âu Châu cũng như chính phủ Mỹ, thì may mắn tôi được một cái tạm gọi, tôi chỉ bị xử tương đối nhẹ, 17 tháng tù và 3 tháng khoảng 3 năm quản chế. Và sau thời gian sau khi được trả tự do thì tôi vẫn tiếp tục tôi làm cái phận sự của một người con dân nước Việt, nghĩ đến đất nước, và tôi vẫn tiếp tục hoạt động trong cái điều kiện cho phép. Tuy nhiên, dù là những cái gì tôi coi như là cái việc làm của tôi nó tương đối là nó cũng có một cái chừng mực nào đấy, nhưng mà cũng không đủ. Nhà cầm quyền Việt Nam đã vẫn coi tôi là một cái gì nguy hiểm. Và ngày 1 tháng 6 năm 2017 họ đã tước quốc tịch của tôi, và cái hệ quả tức khắc là tôi bị trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày 24 tháng 6 năm 2017. Và đó là một vài dòng tạm gọi xin được giới thiệu về cuộc đời của tôi. Dạ. Anh từng dạy ở những trường nào và anh dạy cái gì khiến họ lo ngại về trục xuất anh? Dạ thưa, nếu mà dạy thì tôi dạy hàn lâm, tôi dạy về toán ở trường đại học Bách Khoa, và tôi có dạy một vài năm ở trường đại học khoa học tự nhiên, là trường đại học tổng hợp ngày xưa. Thì thực sự tôi là một người thầy, tôi tự đánh giá là một người thầy gương mẫu. Tôi thực sự mà nói là tôi tôn trọng những cái nội quy của nhà trường và luật giáo dục của Việt Nam, là tôi chỉ nói vấn đề toán và vấn đề hàn lâm thôi. Nhưng mà tôi đã, như ai tôi đã trình bày cùng anh cùng với thính giả, là song song những cái việc ấy thì tôi cũng trao đổi với các bạn, và thậm chí tôi còn tổ chức những cái khóa học nó dạy về soft skill, tức là những cái kỹ năng mềm giúp cho sinh viên có cái cơ hội kiếm việc làm.
dạy cho sinh viên những vấn đề, trao đổi với sinh viên một số vấn đề về thời sự Việt Nam. Thì đối với nhà cầm quyền đó, họ cho rằng những cái việc làm của tôi là nguy hiểm, họ cho rằng tôi đang làm cái việc đấy để trong cái mục đích là tạm gọi là tuyển người đi tìm nhân sự cho Việt Tân, và cái đó đối với họ là cái điều tối kỵ, và họ cho rằng cái việc này nó vi phạm đến an ninh quốc gia. Họ đã truy tố tôi theo điều 79 của Bộ luật hình sự là lật đổ chính quyền nhân dân. Đó là cái về cái cạnh pháp lý. Như anh vừa nói đó, là Hà Nội cho rằng anh đang tuyển người cho Việt Tân. Yeah. Thực sự tôi cũng đang nghe dư luận đó, anh là Việt Tân. Vâng. Anh thực sự có Việt Tân. Tôi là đảng viên của Việt Tân từ khi tôi về Việt Nam rồi. Tôi về Việt Nam năm 2000 và tôi tham gia vào đảng Việt Tân từ năm 1998. Như vậy là tới bây giờ khoảng chừng 20 năm. Tại sao anh theo Việt Tân và không phải là đảng khác? Và tôi theo Việt Tân từ thực sự mà nói thì tiền thân của Việt Tân là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Lúc mà tôi sang bên Pháp, tôi du học, thì tôi tham gia trong một hội sinh viên. Tuy nhiên hội sinh viên này có những cái tạm gọi những cái nhận định, nhận thức về chính trị cũng khá, tôi nói là sâu sắc. Chúng tôi đã tham gia vào, ngoài cái vấn đề học hành giúp đỡ sinh viên, chúng tôi tham gia vào những cái công tác xã hội, chẳng hạn như là giúp đỡ đồng bào vượt biển vào cái thời kỳ Bốn Pipo năm 1979. Sau đó anh em chúng tôi cũng có ý thức về chính trị. Một số anh em chúng tôi đã bước vào, rời khỏi đảng, rời khỏi hội sinh viên để tham gia vào mặt trận. Thì những người tạm gọi những người bạn của tôi đã tham gia vào việc đấy, thì tôi ở lại, tôi ở lại duy trì cái sự sinh hoạt của hội sinh viên. Và sau này tôi thấy là tôi tìm hiểu, tôi biết đảng Việt Tân là họ có những cái chủ trương đó, nó tương đối là tạm gọi là khả thi, nó hợp với tôi, hợp với những con người như chúng tôi, và bất bạo động, đấu tranh bất bạo động, xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ, thái hòa. Và tôi thấy đảng Việt Tân còn có thêm một cái là họ có hậu cần và những con người. Tôi nhìn cái đảng Việt Tân qua những người bạn đi cùng song hành với tôi là anh Đức, anh Thành, chị Vân đều là hiện thời là đảng viên Việt Tân. Tôi thấy họ thực sự những người mẫu mực, có những người học rất giỏi. Đàn anh của tôi họ hậu đậu 2-3 cái trường đại học có rồi, nhưng mà họ dấn thân, họ bỏ hết tất cả, họ đi vào con đường đấu tranh. Có những người là bác sĩ mà chưa bao giờ mở phòng mạch cả, họ tốt nghiệp rồi họ đi vào con đường này. Thì tôi thấy cái sự đóng góp của tôi á, nó thực sự là nhỏ bé so với những con người ấy. Và tôi thấy là có những người ấy song hành bên tôi, có những người ấy đi trước cho tôi, tôi tạm gọi như cho tôi một cái tạm gọi như soi đường chỉ lối. Và tôi thấy đó là cái tổ chức mà tôi nghĩ là tôi có thể gắn bó lâu dài, và cho đến ngày hôm nay tôi vẫn nghĩ là như thế, cho dù tôi đã ở tù, cho tôi dù tôi đã bị trục xuất. Bên cạnh những điều anh nói, khi mà anh có nghe những cái dư luận khác, ví dụ như phía Hà Nội cho rằng Việt Tân là đảng khủng bố, hay là Mặt trận Hồ Chí Minh có những vấn đề ABC đến trước đây, anh có nghe dư luận đó, và khi mỗi lần nghe dư luận như vậy thì anh gặp bị chán nản hay là bị có suy nghĩ bị tiêu cực? Vâng, thì thưa anh, trong lúc mà tôi bị điều tra ở trong trại giam, thì những cái gì thì anh nói họ cũng đã nói cho tôi rồi biết rồi. Thì tuy nhiên trong trại giam thì tôi không có, thực sự mà tôi không dám nói, tại vì nếu mà chúng ta cương căng với họ đó, thì tạm gọi như cái, tôi xin mời ngoài kép là cái tội danh của chúng ta sẽ bị thay đổi. Nếu mà anh cũng ngồi yên thôi chứ không nói gì hết, thì có thể là họ chỉ ghép anh vào cái tội, họ chỉ coi như là chúng ta không hợp tác. Nhưng mà nếu mà căng cương với họ đó, cãi lại với họ, thì có thể là họ ghép tự như là cố tình, hoặc là họ cái tội phạm của mình có thể gia tăng lên. Nhưng mà một khi tôi đã được tự do rồi, thì tôi đã rất nhiều lần, anh cũng đừng quên là tôi bị 3 năm quản chế. Và trong vòng 3 năm quản chế đó thì mỗi tháng tôi phải lên làm việc với họ, nghĩa là tôi đã làm việc với họ 36 lần. Thì trong rất nhiều lần họ cũng đặt vấn đề, họ bảo Việt Tân là đảng khủng bố. Thì như lúc ấy thì chắc chắn là cái cơ hội của tôi sẽ không ngồi yên. Tôi cũng đã trả lời với họ, tôi cũng trình bày với họ, tôi hỏi họ nếu mà anh em Việt Tân là khủng bố, thì tôi thử hỏi anh, New York và Paris là hai cái thành phố là tai nạn, mà là nạn nhân lớn nhất của cái chủ nghĩa khủng bố. Tôi sống ở Paris, tôi đã chứng kiến cái cuộc khủng bố ở nhà thờ Đức Bà ở trong Paris, ở trong hầm Paris, ở trong metro Paris. Tôi nghe như là chết tới 60-70 người, phải nói là kinh khủng nhất.
tôi đã nhìn thấy cái tòa tháp đôi nó sụp. Thì tôi hỏi ông, ông điều tra tôi đó, điều tra viên tôi, không phải là điều tra lúc đó, là họ là chỉ là tạm gọi xuống, họ họ muốn điều tra, có cái họ muốn biết là cái mình có thật sự xin mẫu kép, là họ mình có ăn năn hối cải không, hay là mình vẫn giữ như thế. Tôi trả lời với ông là ông nghĩ làm sao mà khi là Việt Tân họ hoạt động công khai tại hai cái thành phố đã từng là nạn nhân của khủng bố là New York và Paris, và anh chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm đã được tổng thống Bush là đương kim tổng thống đã tiếp ở trong tòa đó, và anh em ở Paris rất thường xuyên gặp gỡ các vị dân cử và thỉnh thoảng gặp gỡ các đại diện của chính phủ ở cấp bộ trưởng, thì theo anh nghĩ làm sao mà anh hỏi tôi câu đấy? Đó là chưa kể những cái gì mà tôi rất găng với họ. Tôi sẽ kể lại những cái gì họ đặt, họ làm như vậy trong trong quá khứ, trong cái chuyện mà trong quá khứ mà tôi không nói nhớ là trước 75, nhớ là sau 75, lúc mà họ đã hoàn toàn cầm quyền, họ khủng bố, họ đánh đập, họ bắt bớ, họ tra tấn các nhà dân chủ, thì ai là khủng bố? Đến lúc mà hỏi như vậy thì thường thường họ sẽ họ không trả lời. Thì tại vì thực sự mà nói là tôi nghĩ là một cái câu trả lời như vậy nó khá là cụ thể rồi. Họ không còn cách nào lời nào được nữa. Và cái cũng cái câu trả lời nó tôi cũng đã trả lời cho đối với những người không phải thuộc cái diện cảnh sát mà thuộc viện ngoại giao đoàn, thỉnh thoảng họ đặt tôi câu hỏi của đấy. Mà ngoại giao đoàn khi mà tôi trả lời cái câu mà New York phát hiện thì tôi cảm tưởng là họ cũng phải nói là họ không còn cách nào họ hỏi thêm cái gì cả, tại vì nó quá chính xác và nó quá cụ thể đi. Tôi có thể nói cụ thể anh đó là phía tổng lãnh sự Pháp hoặc là tổng lãnh sự Mỹ, họ cũng đặt câu hỏi đúng là hai Mỹ và Pháp, thì tôi trả lời là New York và Paris. Thì đối với họ là tôi nghĩ là thậm chí những người cũng không biết chuyện này. Tôi đã từng gặp tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn, tôi là quốc tịch Pháp, thì cho nên tôi được trực tiếp tạm gọi như là bảo vệ bởi chính phủ Pháp. Cái trường hợp của tôi là trường hợp rất là đặc biệt. Tôi xin được hơi dài dòng. Dạ vậy ạ. Tôi đã qua đời ba đời tổng lãnh sự. Thường thường tổng lãnh sự cái nhiệm kỳ của họ có 3 năm thôi. Và tôi cái chuyện của tôi đã kéo dài từ 2010 cho đến ngày hôm nay 2017 là 7 năm. Thì qua đời ba tổng lãnh sự. Thì mỗi ông tổng lãnh sự khi mà đi đó, ông thường viết và ông nhắn lại với ông tiếp nối đó. Ông bảo nhớ nha, phải tạm gọi như là chăm sóc ông Phạm Minh Hoàng. Ông ta là một người quốc tịch Pháp và ông ta đã bị tù. Trường hợp ông ta như vậy, chúng ta phải cần phải lưu ý đến ông ta. Thì cái việc đầu tiên của ông tổng lãnh sự mới, tôi sẽ không dám nói là một trong những việc đầu tiên, thì ông đến thẳng tôi. Ông coi cái mặt mũi tôi như thế nào, ông hỏi han tôi. Tại vì ông chỉ nghe được báo cáo từ giấy tờ thôi. Ông nghe mình nói chuyện, thì tôi cũng trình bày ông tất cả những gì tôi đã nói, là những cái gì mình đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Và tôi có lập lại là tôi đấu tranh cũng theo cái chiều hướng mà ba cái tiêu chí của nền Cộng hòa Pháp là tự do, công bằng, bác ái. Thì đối với tôi đó, họ cũng hiểu chuyện của mình, tuy nhiên họ cũng hiểu được hết tất cả đúng không ạ. Họ cũng là một anh tưởng tượng, họ đi ngoại giao, họ được từ cử từ một nước chẳng hạn như Peru tới Việt Nam, họ đâu có thời giờ họ hiểu hết tình hình Việt Nam đâu. Họ có thể là một nhà không phải là ngoại giao nữa, như cái ông Li Ba Ta Lăng là ông nhiệm kỳ chót, là ông là người đưa tôi ra thị trường khi mà tôi sản xuất. Thì ông ta không phải là nhà ngoại giao, ông ta là nhà kinh tế. Mà một nhà kinh tế làm sao mà hiểu được cái vấn đề này? Thì chúng ta phải có nhu cầu cắt nghĩa cho họ, một khi mà họ có thắc mắc về Đảng Việt Tân, họ thắc mắc về tình hình Việt Nam. Thì đó là những cái tôi làm, mà tôi xin được phép dài dòng trả lời với anh về cái vấn đề khi mà chúng ta nghe với những cái dư luận đó, nó nói về Đảng Việt Tân là khủng bố như là nhà cầm quyền Việt Nam đang. Anh có thể cho biết đôi chút khi mình đã ở trong tù thì cái nhà tù Cộng sản Việt Nam đối xử như thế nào? Thưa anh, tôi phải nói là cái chữ đúng nhất là nó xử đúng mực. Tôi có thể trả lời thẳng với anh là tôi không bị bạo hành. Tôi nghĩ là bởi vì có ba lý do. Thứ nhất là tôi lớn tuổi. Tôi có lẽ là một trong những người lớn tuổi nhất sau ông Điếu Cày. Lúc ở trong cùng đang ở nhà tù đấy. Thứ hai là tôi phải nói là tôi những cái gì họ hỏi tôi thì tôi trả lời hết. Thậm chí tôi còn trả lời nhiều hơn những cái gì họ hỏi. Tại vì tôi muốn là nếu chút xíu anh muốn hỏi về cái vụ án thì tôi xin trả lời, mới tôi sẽ vắn tắt ra. Tôi hợp tác hoàn toàn ngoài cái sự dự trù của họ để bảo vệ cho một số các em nó có liên quan với cái vụ này. Tôi nhận hết cho tôi, và tôi là cái người tạm gọi là Việt Nam là đầu vụ, là cái người đầu tiên của đấy, và những người sắp xếp tất cả mọi chuyện để tôi làm cái việc đấy, để cho tránh cho một số em nhỏ, gọi là em nhỏ nhưng mà nó tuổi nó khoảng chừng 30 rồi.
thì cũng đáng tuổi con của tôi. Thì tôi, cuộc đời của nó còn trước mặt của nó, thì tôi tránh cho nó bị tù tội, tránh cho nó bị liên hệ cho đến vấn đề mà làm ăn về sau, thì tôi nhận hết. Và sau cùng đó là cái yếu tố rất là quan trọng là cô ấy có hai quốc tịch, có trong đó quốc tịch Pháp. Thì tôi nghĩ là chính bởi vì lý do đó thì cái việc trong tù tôi không bị bảo hành. Tôi có nói chuyện với một nhà đấu tranh trong nước, khi mà phỏng vấn anh ta thì tôi có hỏi thăm về cái hoạt động đảng phái trong nước. Thì anh có nói với tôi là ở trong Việt Nam một số nhà đấu tranh rất quan ngại bị gán vào hai chữ Việt Tân. Bởi vì nếu mà bị gán vào hai chữ Việt Tân thì sẽ nhiều vấn đề lắm, trong đó có cái tội là có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Thì anh nghĩ cái thành phần hoạt động Việt Tân trong nước có làm sức mạnh hay không? Khi mà họ đứng trước muôn vàn cái sự đe dọa và sự sợ hãi người dân, sự sợ hãi của nhà đấu tranh và sự đe dọa của chính quyền như vậy, thì Việt Tân hoạt động đến nước ra sao thôi? Thế anh, đúng là cái việc mà nhà cầm quyền họ tuyên bố Việt Tân là một tổ chức khủng bố, và những người nào có dính dáng Việt Tân là sẽ bị khó khăn. Tuy nhiên thì đối với tôi á, thì cái chuyện này nó có hai cái mặt. Thực sự mà nói, nếu mà họ làm như vậy thì có một phần là họ xin xài chữ là PR cho Việt Tân. Việt Tân là rõ ràng là một cái tổ chức mà phải là đối trọng cộng sản. Mặc dù tôi biết là lực lượng của chúng tôi thì nó cũng so với cộng sản còn rất là yếu. Tuy nhiên một mặt khác thì rõ ràng có một số người họ cũng sợ, họ cũng ngại chuyện đấy. Nhưng mà trong thời gian mà tôi ở Việt Nam thì tôi, cái sự liên hệ của tôi thường xuyên là bị theo dõi. 2 năm gần như là 18 tháng trước khi tôi được trục xuất thì cái việc theo dõi nó phải nói là rất gắt gao. Thì cái sự liên hệ của tôi đối với một số anh em đấu tranh thì cũng không có được như tôi muốn. Tuy nhiên trước cái thời gian đấy tôi có dịp đi ra Hà Nội, tôi có dịp ghé Nghệ An, tôi có dịp ghé Huế và ghé Cam Ranh, Nha Trang, là những nơi mà một số anh em đấu tranh có hiện diện. Thì tôi cứ cảm nhận là một số người họ không có, tạm gọi là không có lo sợ cái chuyện ấy, họ không có ngại chụp hình với tôi. Tôi còn nhớ có lần tôi ra Hà Nội ở một nơi mà không biết anh có biết anh Nguyễn Tưởng Thụy biết Tưởng Thụy là Facebook ông là, và ông là đàn anh của tôi. Thì ở trong đó thì tôi đến thì ở trong nhà đó khoảng chừng 10 người, và những người đấu tranh là tương đối là khá nổi tiếng, có lẽ mọi những người ở hải ngoại đều biết anh người Ngọc Chênh, chị Nguyễn Thúy Hạnh, anh Lê Anh Hùng và một vài cả người khác tôi không biết tên. Thì những người đó dành cho tôi một sự, phải nói là tiếp xúc, phải nói là rất là nồng ấm, và tôi rất là cảm động. Thì tôi thấy những người đó họ không có ngại chuyện đó được, họ không ngại tiếp xúc với tôi, họ biết rõ ràng tôi là Đảng Việt Tân, họ chụp hình với tôi và bảo hôm nay được gặp anh Phạm Minh Hoàng là đại diện của Việt Tân ở Việt Nam. Thì đối với những người đó thì họ không có ngần ngại gì. Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với anh thì có một số người mà họ cũng phải nói là cái việc này nó là tạo cho họ sự khó khăn. Có bao nhiêu người trong 100 người thì thực sự mà tôi cũng không biết được. Tuy nhiên tôi cũng rất là cảm động. Ngay cả lúc mà khó khăn nhất của tôi là lúc mà một tháng trước khi tôi bị trục xuất, an ninh nó ngồi gần như là thường trực. Có những người trẻ họ đến gặp tôi phải nói là rất là nhẹ nhàng. Tôi có cảnh giác với họ là em coi chừng, chị coi chừng, chung quanh an ninh. Nhưng mà họ không có ngần ngại chuyện đấy. Thì nói tóm lại, nếu mà để trả lời họ anh thì chắc chắn cũng có người họ ngại, nhưng mà cũng có người họ vượt qua sự hại đó, họ tiếp xúc với tôi. Hơn nữa cái trường hợp của tôi là nó rõ ràng quá rồi. Nó rõ ràng quá rồi. Anh Hoàng Việt Tân. Còn nếu mà họ thì sau khi gặp tôi thì họ có đến an ninh cứ đi theo, nó hỏi là anh là cái gì của anh Hoàng, và là tôi đến thăm anh Hoàng, đơn giản đấy thôi. Thì để đánh giá cái sự mà tạm gọi như cái sự mà khó khăn ở trong lớp, tôi nghĩ là cũng phải khó khăn trời. Trong khi anh cứ tưởng tượng những cái đảng phái khác, những cái tổ chức khác, họ có thể sinh hoạt tương đối nhẹ nhàng, tương đối công khai, họ gặp gỡ tôi thì nếu mà họ biết tôi tiếp xúc với 2-3 người trở lên nữa là có chuyện gì không, thì đúng là có sự khó khăn như vậy. Anh đánh giá như thế nào về cái lực lượng đấu tranh, sức mạnh đấu tranh của anh em đối kháng trong nước ha? Mạnh yếu. Ở trong nước thì nếu mà chúng ta phải bắt buộc phải phân loại thì chúng ta tạm gọi là chúng ta có thể phân loại là tổ chức chính trị, tổ chức xã hội dân sự và những người đấu tranh độc lập. Thì
tổ chức chính trị thì tôi có được tiếp xúc, có gì và có cái may mắn tiếp xúc với lại anh Nguyễn Bắc Truyền, là anh Bắc Truyền là còn ở trong nhà của tôi nữa, gia đình tôi đã tạm gọi xin trái chữ là chứa chấp anh ở trong nhà để cho anh có tạo điều kiện để hoạt động. Anh Nguyễn Bắc Truyền là thuộc Đảng Dân Chủ Nhân Dân. Tôi có dịp tiếp xúc với anh Trương Minh Đức là thuộc Đảng Vì Dân, đó là hai nhân vật là đại diện cho hai đảng phái chính trị mà tôi được biết. Còn những đảng khác thì tôi có lẽ là chưa có cơ duyên nào. Phải hơn nữa anh cũng thông cảm cái trường hợp của tôi cũng đi đứng rất là khó khăn. Đó là hai đảng phái chính trị mà tôi biết. Còn các tổ chức xã hội dân sự là NOU, Bầu Bí Tương Thân, Mạng Lưới Blogger, rồi còn những cái tổ chức cũng mới ra mà hiện thời anh hỏi cấp thì tôi không nhớ, thì cũng có tới khoảng chừng là cũng chưa dưới một chục. Và những người độc lập thì tôi nghĩ là cũng khá nhiều. Thì tôi đánh giá là tất cả chúng ta cái hoạt động nó có chiều hướng gia tăng, nhưng mà so sánh với cái lực lượng của cộng sản chúng ta quá yếu. Đó là chưa kể trong gần một năm, cho gần hai năm trở lại đây, cái sự đàn áp của nhà cầm quyền nó quá là thô bạo đi. Cho nên cái sinh hoạt của các tổ chức chính trị, xã hội dân sự cũng như là các nhà đối trị độc lập đều phải giảm xuống đất, phải nói rất là nhiều. Các phải nói là nếu mà anh đã từng thấy cái trực tiếp của cảnh bạo hành thì phải nói là chúng ta có lý do chúng ta sợ. Họ đánh cho có thể là bị thương tật suốt đời, chẳng hạn như là mục sư Lê Trung Tôn, họ đánh đứt gân chân hoặc đi nạn trong vòng mấy tháng. Nhà báo Đoan Trang cũng thế, và còn nhiều người khác mà chúng ta không biết. Rồi chắc anh cũng biết là cái vụ xử mẹ nấm chị Nga, rồi gần đây là anh Nguyễn Văn Oai, mà sắp tới còn rất nhiều người nữa. Mà tôi nghĩ là cái bản án nó không nhẹ, tôi nghĩ là ít là 5 năm. Thì trước những cái làn sóng mà đàn áp tạm gọi như là như thế, thì có lẽ là anh em cái tinh thần vẫn còn, nhưng mà sức mạnh nó không còn được bảo toàn như ngày xưa. Chuyện đó thì tôi nghĩ là chắc chắn phải làm như thế thôi. Và nơi nào cũng thế, cái sự đàn áp nó làm cho mọi người phải chùn bước. Như vậy thì anh đánh giá như thế nào về con đường mà giải trị chế độ cộng sản của Việt Nam, đem lại một cái xã hội, một cái quốc gia, một cái dân tộc tự do, độc lập mà không dân chủ và không có độc tài của cộng sản? Trải nghiệm con đường đó, trải cái lạc quan. Tôi nghĩ là có lẽ là nếu mà cho đến ngày hôm nay, người Việt chúng ta, tôi nghĩ là cái tập thể người Việt kiên định, phải nói đấu tranh lâu nhất bao nhiêu năm nay, đã 42 năm rồi, người Việt trong và ngoài nước vẫn tiếp tục, thì nó có những nét lạc quan. Và về lâu về dài tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta, cái mục tiêu chúng ta sớm muộn cũng đạt được mà thôi. Mục đích chúng ta là xây dựng, là giải thể chế độ cộng sản, xây dựng đất nước tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng mà tôi xin được phép diễn giải như thế này. Đúng là trong lúc này thì nó hơi khó khăn thiệt, nhưng mà khó khăn nó đến với chúng ta, nhưng khó khăn nó đến với cộng sản. Thì chắc có lẽ anh theo dõi nhiều hơn thôi, chúng ta thấy là trong thời gian qua nó có những cái chia rẽ nội tại cộng sản rất là lớn. Bắt Trịnh Xuân Thanh, rồi nghe nói là ông Nguyễn Xuân Anh đã bị mất chức thành ủy Hà Nội rồi, rồi là ông Đi La Thăng đã mất, rồi còn tất cả những cái đó. Tôi nhìn nó không phải là một cái việc mà để trong sạch hóa hàng ngũ, mà thực sự ai cũng biết đó là một cuộc tranh giành quyền lực. Chúng ta sắp vào bước vào cái đại hội trung ương trung tuần tháng 10, nó đã giải quyết rất là nhiều chuyện. Một những giải quyết đó là cái sự nắm đi tiếp trong vai trò tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng. Thì theo tôi nghĩ thì có lẽ là ông cũng muốn dọn đường cho cái việc đi tiếp, dọn đường đi tiếp cho hết nhiệm kỳ. Thì để dọn đường đi tiếp thì ông phải tạm gọi, ông phải quét hết những cái gì mà nó, những cái thành phần chống đối ông. Thì có lẽ cái chuyện đấy thì có lẽ anh còn nắm vững hơn tôi. Đó là cái vấn đề chia rẽ trong cái thượng tầng lãnh đạo. Một cái điểm chúng ta thấy là cái sự chán ghét của người dân. 5 tháng trước thì chúng ta đã xảy ra vụ đồng tâm ở ngoại thành Hà Nội. Và tôi có đọc một cái bản tin, tôi thấy là hơi khôi hài. Như là nhà cầm quyền Hà Nội, họ đã thành công rực rỡ trong cái việc biến những người đang trung thành với chế độ là những người dân của ở Đồng Tâm. Ở Đồng Tâm trong cái lúc cách đây năm trước thì họ đã tuyên bố là họ không có chống nhà nước, họ hoan hô đảng, đảng quang vinh. Chỉ năm tháng sau thôi, họ tuyên bố là họ sẽ chiến đấu để bảo vệ mảnh đất của họ đến giọt máu cuối cùng, mặc dù cho một người mà thôi. Thì
chính quyền Hà Nội đã thành công trong cái việc biến những người đã trung thành của mình thành những người đã trở thành kẻ tử thù của mình. Tôi muốn nói ở đây là yếu tố là người dân càng lúc cái sự tạm gọi những cái sự căm phẫn của họ nó càng lúc càng lên cao. Gần đây hết chúng ta thấy nó xảy ra cái việc mà bót mấy cái trạm thu phí bắt đầu ở Cai Lậy, chúng ta xảy ra ở Bến Thủy, xong rồi đến Biên Hòa và còn nhiều cái khác nữa. Gần đây nhất tôi mới đọc trưa nay là cái việc là cái xa lộ Pháp Vân Cầu Rẽ họ đã chịu giảm cái giá cái thu phí xuống 20%. Thì tất cả những cái điều đó là thấy là người dân họ thấy có một sự chán ghét rồi. Đó. Và cái yếu tố thứ ba tôi thấy là cũng có thể xảy ra cho khó khăn cho nhà nước Việt Nam đó, là cái chuyện mà kinh tế nó trì trệ. Chúng ta bước vào năm thứ 9 mà kinh tế nó bị trì trệ rồi. Mà đến ngày hôm nay tôi không biết là nợ công của Việt Nam là bao nhiêu. Người ta nói là 65%, đó là nhà nước nói. Nhưng mà nhiều người nói là không phải 65%, nó có thể lên tới 120% rồi. Rồi tỷ lệ thất nghiệp. Tôi thưa anh là anh có biết tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam là bao nhiêu không? Khó. Là 2%. Ừ. Mà trong khi đó, tôi ở nước Pháp 27%, chưa bao giờ tỷ lệ thất nghiệp nó xuống dưới 9%. Tức là nước Pháp nó chỉ mong có một ngày nào tỷ lệ nó xuống khoảng 4% là nó phải nói là cái chính phủ đó có thể nó tồn tại được khoảng 20-30 năm. 2 triệu người thất nghiệp, xin lỗi, 2% thất nghiệp là tôi không thể là tưởng tượng ở nước Việt Nam có 2% thất nghiệp. Đó. Rồi 7% nghĩa là cái chỉ số gia tăng kinh tế. Nước Pháp cũng mơ cái chuyện đấy. Nhưng mà thật Việt Nam mình là cũng 6-7%, nhưng mà anh cứ nhìn thấy tình trạng kinh tế đấy, nó chỉ trệ đi cỡ nào. Tôi còn nhớ trên một bài báo họ viết là chỉ có một nửa năm thôi, 2016, nó hơn 100.000 doanh nghiệp bị giải thể. Dĩ nhiên trong vòng 100.000 cũng có doanh nghiệp khác cũng đã được tạo dựng ra chứ phải là không. Nhưng mà cái việc 100.000 doanh nghiệp giải thể thì cũng phải cả gần 600.000 người bị mất việc. Thế tại sao mà cái con số nó vẫn giữ ở số 2%? Thì tôi nghĩ là kinh tế Việt Nam thực sự nó không hồng chúng ta như theo con số như vậy. Thì tất cả những cái điều đấy thì để trả lời câu hỏi của anh thì chúng ta có một cái hy vọng nào không? Tôi nghĩ là có. Tôi là người thực sự rất là thận trọng những vấn đề đó. Tôi nghĩ là có. Tuy nhiên để tạm gọi như là để bước tới cái bước cuối cùng thì còn một cái điều phải nói là thật khó mà chúng ta phải bước qua này. Đó là cái sợ. Người Việt Nam bây giờ sợ, phải nói là cái sợ đó làm tê liệt mọi ý chí. Gần đây có một vài cái chỉ dấu, tôi không biết có thể nó là một chỉ dấu lạc quan hay không, là cái việc biểu tình ở chợ An Đông. Biểu tình ở chợ An Đông người ta mặc áo đỏ, người ta đi cả ngàn người, và hôm qua thì cái ban quản lý chợ đã lên tiếng xin lỗi và sẽ trả lại cho 217 tỷ để xây lại cái chợ. Thì đây mình có thể kêu quan là cái thắng lợi đầu tiên, thì người ta vượt qua nỗi sợ. Và mong là cái chuyện đấy nó tiếp tục, nó tạm gọi như là vết đổ loa. Mà thực sự mà tôi nghe nói ở Quảng Ninh cũng đã xảy ra vụ đó rồi. Rồi giới luật sư họ cũng đã đứng lên, họ bênh vực cho bà con ở An Đông. Tại vì anh biết mỗi lần như vậy thì nó sẽ có những cái máy quay, nó sẽ tìm ra là ai là người đứng đầu vụ, nó truy tố và nó ghép vào cái việc này là cái việc chính trị. Thì luật sư tôi mới đọc hôm nay là luật sư Hà Huy Sơn, ông đã đứng ra, ông bảo là hãy mướn chúng tôi, hãy thuê chúng tôi để chúng tôi cái cho quý vị. Những hành động của quý vị là hoàn toàn là tranh đấu cho quyền sống, quyền dân sinh và quyền dân nhân quyền, không có mục tiêu chính trị. Mình thấy là rõ ràng qua cái sự mà tạm gọi như sự đứng lên tranh đấu cho cái dân quyền của họ, thì mình thấy có nhiều cái tầng lớp khác họ sẵn sàng họ tiếp tay vào việc đấy. Tôi không dám nói là cái việc này là khởi đầu cho cái việc bất tuân dân sự hay là phá tan cái nỗi sợ hãi, nhưng mà tôi muốn thưa cùng anh cái tâm tư của tôi là một người ở trong nước gần 20 năm. Tôi nghĩ là khó khăn của nhà nước, những cái khó khăn nội tại của chính quyền Việt Nam nó chưa đủ để làm cho thay đổi, phải có cái sự tạm gọi như sự đứng lên, sự hy sinh của nhiều người, mà cụ thể là chúng ta phải vượt qua cái nỗi sợ thì chúng ta có thể đi những bước tích cực để đóng góp để cho cái việc chiến đấu cho đất nước xong trong tới ngày thành công. Cảm ơn anh. Thưa quý vị đang lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa chúng tôi của Xuân Nam và giáo sư Phạm Minh Hoàng. Quý vị biết giáo sư Phạm Minh Hoàng là người đấu tranh trong nước rất là lâu, bị nhà quyền Hà Nội bắt giam giữ, truy tố và trục xuất. Thưa quý vị, anh đến với nước Pháp, trở về nước Pháp trong thời gian mới mấy tháng vừa qua, và anh đang có mặt
tại miền Bắc California và cuộc gặp gỡ với chúng tôi để thưa truyền một cách quý vị. Nhân thể này hỏi anh câu anh Hoàng, dạ, là trong cái mấy tháng đầu năm đó, trong năm 2017 này thì Hà Nội đã bắt bớ, xử tù, đàn áp rất là nhiều và bắt bớ sư phụ, giam giữ khoảng trên 20 người đấu tranh. Mà nếu như anh nói đó là cái việc bắt bớ, giam cầm và xử tù đánh đập như vậy đó, nó làm chuồng chân một số người, thì anh nghĩ cái phong trào đấu tranh trong nước sẽ bị ảnh hưởng bởi cái hành động trù dập quyết liệt của Hà Nội hiện nay không ạ? Thưa anh, cái hồi mà đại hội đảng á, nó vừa chấm dứt, nào là còn sợ chấm dứt, thì tôi có dịp trao đổi với ông tổng lý sự Pháp, ông Li Ba Tăng. Ông có nói với tôi là thế này, ông nói với giới ngoại giao thì họ đánh giá tình hình Việt Nam là trong 2 năm tới là rất khó khăn cho cái giới đấu tranh. Thì đúng là cái chuyện xảy ra như vậy. Thì tôi nghĩ là ông tổng lý sự cũng có nhiều cái liên hệ nó ở cái cấp cao. Thì ông đánh giá, ông có nói với tôi là xin lỗi nếu mà dịch cái tiếng Pháp, dịch từ tiếng Pháp là tụi mày nó sẽ khốn đốn trong vòng 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi là đúng giữ nhiệm kỳ khoảng này này, thì quả thật là như thế. Cái việc mà ông đánh giá thì có lẽ là ông thấy là cái sự thắng lợi của ông không có chú trọng, và sau này cái việc đánh giá của ông lại càng được củng cố với lại chính quyền mới của nước Mỹ, là ông không ông có tuyên bố là tạm gọi những cái vấn đề, giải quyết những vấn đề ngoại rất là nội tại của nước Mỹ mới là cái quan trọng, ở ngoài không là quan trọng. Thì tôi nghĩ tổng hợp tất cả những cái đấy đã khiến cho nhà cầm quyền cộng sản họ mạnh tay từ đã hơn 2 năm này, kể từ lúc mà Mục Sư Tôn, anh Đài và một số người anh em các nhà đấu tranh ở miền Trung, Hà Nội, miền Bắc và bị bạo hành. Thì nó khó khăn chắc chắn phải khó khăn. Anh biết là tôi không biết là bao nhiêu người đấu tranh trong nước, là tổng số là bao nhiêu, tại vì có người hoạt động rất là âm thầm thì tôi không biết được. Nhưng mà những người tạm gọi là những người mà chúng ta biết được nhiều, chẳng như là chị Mẹ Nấm, chị Nga, Mục Sư Tôn, anh Đài, anh Bắc Chuyển, Nguyễn Bắc Chuyển và anh Trương Minh Đức, anh Nguyễn Trụ Trực, phải nói là những số người đó người ta đều biết, mà những người đều biết đều bị bắt thì làm sao mà không bị ảnh hưởng được? Chắc chắn là bị ảnh hưởng. Cái vấn đề của chúng ta làm sao mà chúng ta tiếp tục được khi không có những cái nhân tố quan trọng như vậy? Thì mọi người, tôi thấy là các đảng phái và các tổ chức ở trong nước đều có cái phản ứng là họ phải có cùng lại, họ tránh phải đối đầu với cộng sản để có thể bảo toàn cái lượng để trải qua cái giai đoạn khó khăn như thế này. Và tôi nghĩ đó là cái hành động, cái phản xạ rất là bình thường để bảo toàn lực lượng và tạm thời là xây dựng lực lượng ở ngầm. Thì đó là những gì xảy ra trong nước. Trở lại một cái góc khác, hồi nãy có nói đến bên cạnh cái phong trào đấu tranh ở tại hải ngoại, phong trào đấu tranh trong nước, nó có một yếu tố thứ ba anh này tôi nói tới, đó là tụi nó tự đấu tranh nhau. Tụi nó giành quyền lực nhau, nó chia phần ăn nhau, nó giành vì sự tham nhũng quyền lực kinh tế về cho nhau. Thì hiện nay được biết là trong nước có những cái phe nhóm nội bộ trong nội tại của đảng sản nó đang đấu nhau. Thì anh mới từ Việt Nam ra ngoài này thì cái hiểu của anh về cái sự đấu tranh như thế nào trong nước, trong nội tại của họ? Thì tôi nghĩ là cái đó anh Nam có lẽ không nắm nhiều hơn tôi. Cái việc mà đấu tranh và nội tại trong cuộc máy cộng sản có lẽ họ đã bắt đầu từ ngay khi đại hội cộng sản vừa chấm dứt. Với sự ra đi của ông Nguyễn Tân Dũng, thì tôi có nghe người ta nói là ông Nguyễn Tân Dũng, ông đã sau 2 cái nhiệm kỳ ông cầm quyền thì ông đã để lại, tạm gọi ông đã cài một số người ở lại trung thành với ông. Thì những người này cần phải được loại bỏ để củng cố quyền lực. Thì cái đó tôi nghĩ là cái chuyện đó cho đến ngày hôm nay mình thấy là coi như là nó đúng rồi. Cái việc bắt ông Trịnh Xuân Thanh, cái việc mà bắt giam và xử tù chung thân và tử hình của một số cán bộ quản lý ngân hàng, mà những người này có liên hệ ít nhiều đến ông Nguyễn Tân Dũng. Thì
tôi cũng đã có trình bày cái ý của tôi là đây không phải là cái gì đã làm trong sạch bộ máy cả, nhưng mà để lại nữa là một cái tạm gọi như đấu đá lẫn nhau. Thì tôi cũng mong là như thế, tôi cũng mong là như thế, tại vì tất cả cái gì nó xảy ra mà nó có hại cho cộng sản thì nó có lợi cho cái công cuộc đấu tranh. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó nó cũng chưa đủ, nó cũng chưa đủ, nó phải có. Tôi nghĩ là hiện thời nó chỉ đấu đá nhau về vấn đề kinh tế và quyền lợi thôi. Đến khi nào mà nó từ những cái sâu xé nội bộ này nó đưa đến một cái tạm gọi những cái suy nghĩ mà nó xa hơn kinh tế, tôi có thể nói thẳng về chính trị chẳng hạn. Phải có những cái tạm gọi những cái, tôi không biết, tôi có thể là tôi mơ mộng quá hay không, như là một người phải nó có cái nhìn như là Gorbachev hay là Yeltsin, hoặc là những người nào trong cầm trong như ông Dương, Triệu Tử Dương chẳng hạn. Nhiều người đã bảo cộng sản sao mà thay đổi được. Tôi nghĩ thì Yeltsin cũng là cộng sản, Gorbachev cũng là cộng sản, Triệu Tử Dương cũng là cộng sản, hoặc là những người cộng sản là ở hàng top họ cũng đã thay đổi. Tôi ước mong là có nhiều người có thể nghĩ cho tôi là một cái là hơi hão chút xíu, nhưng mà tôi có thể trong cái mớ hỗn độn ấy tự nhiên có cái gì nó bung ra. Thì cái đó là một nhân tố để góp phần cái việc thay đổi chứ. Vâng. Anh bây giờ anh trở về Pháp và anh đấu tranh từ bên ngoài. Dạ. Vậy. Dạ. Cũng có những trường hợp trước anh đã bị trục xuất ra hải ngoại, và khi ra hải ngoại sau một chuyến đi vòng vòng thăm và cảm ơn bà con thì sau đó im ắng. Rồi trường hợp anh sẽ như thế nào? Dạ vâng, thì người ta cũng đã đặt câu hỏi tôi với câu đó, thưa anh Nam. Dạ. Thì tôi cũng anh Nam đừng quên tôi đã tôi khác là tôi đã chứng kiến được cái việc sự việc của giáo sư Đoàn Viết Hoàn, của nhà thơ Vân Trí Thiện, của Nguyễn Chính Kết, của anh Điếu Cày, của chị Tạ Phong Tần và nhiều người khác nữa. Tôi đã biết cái chuyện đấy rồi, và thậm chí cái thời ông Đoàn Viết Hoàn và ông Nguyễn Chính Kết, tôi đang ở bên Pháp nữa. Thì tôi nhận thấy cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Chúng ta không, đây là những người tạm gọi những người đấu tranh ở trong nước, họ đã có một cái giai đoạn ở đấu tranh, thì ra ngoài này á, họ chỉ có thể là tạo một cái phong trào, tạo một cái sự mà hơi, tôi xin giải chữ là hơi tò mò, hơi thắc mắc của đồng bào hải ngoại thôi, trong một thời gian nào đó thôi, thì sau đó cũng lắng đọng mà thôi. Thì tôi cũng sẽ là như thế, tôi hiểu chuyện đấy, và tôi nghĩ cái chuyện nó không có gì đáng buồn hết. Cái chuyện cần thiết đối với tôi, thưa anh Nam, thưa quý thính giả, là với cái hoàn cảnh hiện tại của tôi phải làm sao. Tôi vẫn là một con người ích lợi cho công cuộc đấu tranh dân tộc trong công việc mà xây dựng đất nước. Thì tôi, bản thân tôi là một đảng viên Việt Tân, thì tôi thực sự tôi không lo chuyện đấy. Tôi cho đến ngày hôm nay thì những cái gì mà tôi quan sát được và cái gì tôi dự trù để làm việc, tôi cảm thấy là tôi sẽ không có thời gian để làm rất là nhiều việc để làm. Và tôi nghĩ là những cái đóng góp này tôi chỉ có thể coi như là tôi thay cái địa bàn thôi để lạc quan. Chứ thú thật với anh là tôi cũng buồn lắm, tôi bị trục xuất buồn lắm. Cho đến ngày hôm nay cái tâm tư của tôi, cái trạng thái tâm hồn của tôi nó chưa được ổn định. Tôi trả lời với anh một cách cố gắng, tôi trả lời một cách bình tĩnh, một cách thoải mái. Mà thực sự mà nói, ở những lúc một mình của tôi rất là buồn. Thì tôi phải nói là tôi phải vượt lên cái nỗi buồn đấy. Tôi cứ coi như là tôi thay đổi địa bàn hoạt động. Nên bây giờ Đảng Việt Tân thay đổi và không có rút tôi về, không làm trong nước nữa. Thì phải vượt lên cái đó để mình biết rằng là mình còn đất nước, mình còn đang cần đến mình. Mình còn ích lợi cho đất nước. Tôi xin phép anh một vài phút để tôi xin được quảng cáo cái việc tôi sắp làm. Thì tôi là một người đã từng dạy học, thì tôi nghĩ là một cái việc tốt nhất là tôi vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Thì trong nước chúng tôi đã xây dựng một cái tổ chức kêu là Hội Giáo chức Chu Văn An. Một trong những cái tôn chỉ của hội là đóng góp vào cho nền giáo dục nước nhà. Và một cách cụ thể là chúng tôi sẽ cố gắng đi tìm các học bổng cho học sinh nghèo. Thì trong những lúc mà trao đổi, như ngày hôm nay tôi trao đổi với đồng bào, trao đổi với quý đài, thì tôi kêu gọi mỗi người một tay góp sức vào cái việc xây dựng cái quỹ học bổng. Cái quỹ học bổng này sẽ dùng để tài trợ cho các em học sinh nghèo ở cái miền núi. Thì trước khi tôi đến với anh, khoảng chừng có nửa tiếng thôi, thì tôi nhận được từ trong nước gửi ra từ
từ giáo phận Vinh gửi ra danh sách của gần 30 em đã phải nghỉ học. Các em này thường thường là bậc tiểu học và trung học. Các em nghèo quá, không có đủ tiền đi học nữa. Thì đây là một cái đây là một cụ một cái thí dụ cụ thể về cái việc mà tôi sắp làm. Tôi kêu gọi mọi người cố gắng là mỗi người giúp một tay cho tôi có đủ điều kiện để giúp đỡ cho các em được đi học. Cái số tiền mà bà con giúp đỡ sẽ được gửi về trong nước để cho các em tiếp tục học, cũng như là ngoài cái việc mà các em nhỏ học, chúng ta sẽ cố gắng tài trợ cho các em lớn ở cái trình độ đại học. Có cái nhu cầu, các em có nhu cầu học về luật và anh văn thì chúng tôi mong mỏi quý vị nếu mà được thì tiếp tay với chúng tôi bằng cách là theo dõi ở trên trang Facebook của Hội Giáo chức Chu Văn An. Cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi chưa tạo được cái quỹ đó, tại vì chúng tôi phải đi tham khảo có cách nào tạo được cái quỹ đó ở ngoài hải ngoại bây giờ để nó phù hợp với một cách minh bạch, khai báo như thế nào với thuế thế này thế kia, để khi nào đã có thì chúng tôi sẽ xin phép được công bố lên, công bố cái tài khoản để cho mọi người có thể gửi về. Thì trở lại câu chuyện của anh thì tôi không có lo là phải bị đồng bào lãng quên, tại vì đối với cái tôi, cái sự lãng quên nó không có quan trọng bằng cái ích lợi mà tôi phải làm để đóng góp vào công cuộc đấu tranh cho đất nước. Anh vừa nói một câu là có những lúc một mình anh buồn. Về hiểu nghĩa đen của vấn đề, cái bóng nãy nói rồi, cái nghĩa đen vấn đề là được biết rằng anh bị trục xuất nhưng mà chị nhà vẫn ở lại Sài Gòn không á? Dạ, cái buồn thực sự là như vậy này. Anh biết là tôi đi du học năm 73 lúc 18 tuổi. Lúc đó tôi là một cậu bé, là một thanh niên. Tôi lúc mà máy bay nó còn bay lượn ở trên Tân Sơn Nhất thì tôi nhìn xuống thì tôi thấy là cái Sài Gòn, ánh đèn Sài Gòn. Tôi mới nói trong lòng của tôi là tôi sẽ trở về. Thì 2 năm sau đất nước nó rơi vào tay cộng sản, thì cái giấc mơ của nó tôi coi như là bị đóng băng. Thì tôi cũng như mọi sinh viên khác phải lao vào cái cuộc sống, phải đi làm. Thì đến năm 2000 thì cái giấc mơ nó trở lại với cái sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở trên toàn cầu. Vì tôi nghĩ là tôi sẽ phải về như cái mơ ước của tôi đã có. Thì tôi về, tôi bỏ một thời gian gần 7-8 năm để tôi học lại từ đầu. Rồi tôi trở về Việt Nam, tôi làm việc ở Đại học Bách Khoa như tôi đã trình bày cùng anh. Thì cái thời gian đó, thú thiệt với anh, đó là thời gian cực kỳ sung mãn của tôi về trí tuệ và cực kỳ đẹp về lý tưởng. Vì tôi là sao? Vì tôi đã được làm cái công việc mà tôi yêu thích và dạy học. Và tôi được ở một cái nơi tôi yêu thích là cái đất nước Việt Nam. Tôi như con cá trong nước này. Mặc dù cái đời sống Việt Nam nó khó khăn, nhưng mà đối với tôi thứ nhất là tôi không bị ràng buộc về vật chất. Và thứ hai là chung quanh tôi là những người, phải nói là các em, là những đối tượng tôi phải tranh thủ. Đó là những người trong tương lai sẽ là những người lèo lái đất nước. Tôi phải làm sao mà tôi cho các em hiểu về cái hoàn cảnh của đất nước, về cái nhu cầu mà đất nước cần ở các em, song song với kiến thức hàng lâm mà tôi dạy các em. Nó tóm lại với anh là tôi rất là sung sướng. Tôi thú thiệt với anh, cái lương tháng của tôi lúc đó có 220 đô la, khoảng đấy là khoảng dưới 5 triệu. Nó chỉ bằng bán vé số thôi. Một giảng viên đại học mà lãnh lương bán vé số, mà tôi cực kỳ tôi vui sướng với chuyện đấy. Tôi càng vui sướng bao nhiêu thì cái việc trục xuất làm tôi đau khổ bấy nhiêu. Tôi ở trong nước với tư cách là một người, thứ nhất một người thầy, thứ hai là một đảng viên Việt Tân, thì đối với tôi là cái chuyện phải nói là tôi là tung tăng tôi làm việc. Tôi hy vọng đến ngày nào đất nước thay đổi thì chúng ta sẽ đóng góp vào về công cuộc tiến trình mà đấu tranh, tiến trình giải thể chế độ cộng sản một cách trực tiếp và một cách hiệu quả. Tại vì tôi vẫn nghĩ là cái việc ở trong nước, những người ở trong nước sẽ quyết định. Còn những người hải ngoại thì họ, cái công việc của họ là hỗ trợ. Thì tôi mơ ước, tôi thấy được đất nước có một ngày mà chúng ta đã tạm gọi như thanh bình và tự do, nó trở lại với đất nước chúng ta. Mà tôi mong được tôi chứng kiến cái việc đấy. Thậm chí tôi có thể nói với anh là có chết cũng đành. Thì cái mơ ước nó lớn lao bao nhiêu, sự thất vọng nó càng lớn bấy nhiêu. Đó là cái xin được phép chia sẻ của anh. Tuy nhiên cũng phải, tôi xin được lặp lại là mình phải vượt qua hết tất cả. Dạ, vượt qua hết tất cả. Nhưng có câu hỏi chưa trả lời. Dạ. Là anh ra đi, cái trục xuất một mình của chị vẫn ở kẹt lại. Vâng, dạ. Xin nhắc lại là kẹt lại, không phải là kẹt là chị không đi được, mà bà vợ tôi bắt buộc phải ở lại. Vì tôi có một anh ruột là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Anh ta vào nằm trên 73 ở trận Tống Lê Chân, nó bị viên đạn vào đầu. Bây giờ tỷ lệ thương tật đó là gần 100%, mù, điếc và què. Thì lúc nào cũng phải có người bên cạnh.
những vấn đề vệ sinh, vấn đề ăn uống là phải có người bên cạnh. Song song đó, bà mẹ vợ của tôi, cụ cũng đã hơn 80 tuổi rồi, cũng cần sự chăm sóc của vợ tôi, thì vợ tôi bắt buộc phải ở lại. Đó là tôi nghĩ đó, tôi vẫn coi cái đó là cái chuyện hy sinh của chúng ta, của gia đình tôi trong vấn đề chung. Anh chỉ có được mấy cháu thôi? Dạ, tôi được một cháu, cháu là cháu gái, cháu nó quốc tịch Pháp, thì cho nên không phải lo cái việc đấy, cháu đi lúc nào cũng được, cháu đi lúc nào cũng được. Mà tôi xin được trở lại cái chuyện đó, lúc mà tổng lãnh sự họ thông báo với tôi là tôi phải bị trục xuất, thì họ có nói với tôi là nếu mà chị muốn thì chị có thể đi ngay cũng được. Họ cấp cho một cái visa 5 năm tức khắc để đi sang ở với tôi luôn, rồi từ từ gia hạn, và sau đó là nếu mà được điều kiện cho phép thì có thể là nhập tịch. Nhưng mà hoàn cảnh như tôi trình bày thì không thể nào làm được khác. Chúng ta đã ngồi phải suy nghĩ rất là nhiều, phải thậm chí cũng đã, bà xã tôi cũng đã khóc, nhưng mà cái đó là cái không thể làm khác được. Trong công cuộc đấu tranh thì cái thương đau, mất mát, kể cả cái chung và cái riêng cũng rất là lớn. Câu chuyện anh khiến cho tôi xúc động. Trong cái chuyến vừa về tới Pháp, anh đã mở nghe một chuyến đi các nước. Yeah. Mục đích chuyến đi thế? Yeah. Thứ nhất, thưa anh là tôi, cái mục đích đầu tiên của tôi là tôi xin được đến các cộng đồng để gửi lời tri ân của tôi đến cho mọi người. Trong cái thời gian tôi ở tù từ năm 2000, tôi bắt cho đến 2010 cho đến 2015 là cộng là cái thời gian quản chế luôn, thì tôi đã nhận được sự động viên của rất nhiều người. Có nhiều người đã telephone đến cho tôi để động viên tôi, có nhiều người cũng đã gửi tiền để hỗ trợ vật chất cho tôi. Tôi qua làn sóng của đài và tôi xin được tri ân tất cả những cái lòng hảo tâm đấy. Tôi nghĩ là đó là cái sự đóng góp của đồng bào hải ngoại, không gì chi riêng cho tôi và thậm chí cho những người đấu tranh trong nước. Thứ hai nữa, mục đích của chuyến đi của tôi là tôi trình bày cho đồng bào những cái suy nghĩ của một người đấu tranh ở trong nước vừa bị trục xuất, và tôi đã có những cái tâm tình của tôi chỉ chăm đó là cái tâm tình của tôi sẽ được gửi đến đồng bào những cái gì mình suy nghĩ, và tôi cũng mong là được chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành với nhau trong cuộc đấu tranh chung. Kính chào quý vị, chúng tôi đang phỏng vấn giáo sư Phạm Minh Hoàng, vừa bị chính quyền Cộng sản Việt Nam trục xuất ra khỏi Việt Nam, và anh đang đi một vòng đến các thành phố lớn có đông người Việt để gặp gỡ, tiếp xúc với các cộng đồng người Việt và cũng có dịp tâm tình với cộng đồng người Việt. Thì đây là lần đầu tiên chúng tôi được dịp gặp anh, và chúng tôi nghĩ rằng có nhiều người cũng lần đầu tiên đang nghe anh nói. Trong giây phút mà như thế này, thì nếu còn có điều gì tâm tình với quý vị, anh sẽ tâm tình điều gì thưa? Dạ, tôi muốn thưa cùng anh, cùng quý đài, cùng quý thính giả, những người đang lắng nghe tôi cũng như là một đồng bào ở hải ngoại, là cái công cuộc đấu tranh của chúng ta nó gian nan lắm, nó đã kéo dài từ 42 năm nay rồi. Cái cuộc đấu tranh này có sự góp phần của rất là nhiều người trong nước, trong đó có nhiều người đã phải trả giá bằng những tháng ngày tù tội. Nhưng cái cuộc đấu tranh này còn được đóng góp bởi hơn 3 triệu đồng bào hải ngoại. Tôi nghĩ là cho đến ngày hôm nay đó, cái cuộc đấu tranh này vẫn còn được tiếp tục, những người đấu tranh ở trong nước vẫn còn được tạm gọi được sự quan tâm và vẫn có thể tiếp tục được là nhờ sự đóng góp của đồng bào hải ngoại. Tôi đã nghe đến những cái đêm đại nhạc hội và số tiền thu vào của số tiền khổng lồ. Tôi đã nghe đến những cái lần mà đồng bào là mở những cái quỹ giúp đỡ cho những người ở trong nước, cái quỹ cũng rất nhỏ thôi, họ giúp đỡ cho một cái phạm vi rất là nhỏ thôi, nhưng mà tập trung những cái đó lại thực sự một cái gì lớn lao. Tôi không biết có cộng đồng nào trên thế giới họ làm được cái chuyện đó trong vòng suốt 42 năm trời hay không. Thì tôi ước mong là chúng ta, là cộng đồng hải ngoại của chúng ta, thì tôi cũng là một thành viên rồi, chúng ta tiếp tục những cái nỗ lực đó, giúp cho đồng bào ở trong nước, giúp cho những người đấu tranh ở trong nước có đủ điều kiện để họ có thể đi tiếp cái con đường chung gai mà chúng ta đã chọn lựa từ 42 năm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị, và welcome anh đến cộng đồng, trở lại cộng đồng hải ngoại, và chúng ta có nhiều dịp hợp tác để mà cùng làm việc với nhau, một viện tương lai Việt Nam dân chủ tự do.
và nhân quyền. Vâng. Chúng tôi hy vọng là có nhiều dịp sẽ có dịp phỏng vấn anh tiếp. Vâng, vâng. Và chúc anh chống hồi phục và cống hiến nhiều hơn. Vâng. Cho công cuộc đấu tranh này. Vâng. Xin cảm ơn anh. Vâng. Dạ. Lời chót thì chúng tôi xin được cảm ơn quý thính giả, cũng là xin chúc cho anh sức khỏe. Dạ. Để tiếp tục dẫn dắt đài một càng ngày càng phát triển. Dạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh. Dạ.